Chào cô chú anh chị nha. Hôm bữa thì em có lựa ra ba con phát cỏ Mitsubishi TL261 thì em bán hai con là còn con. Đó. Cô chú anh chị nào ủng hộ thì ủng hộ giúp em ha. Đó. Máy thì đẹp nha. Tầm rồi. TL261 thì mọi người khỏi phải lăn tăn về chất lượng. TL261. Bô thì trắng tinh nha. Đó. Tại vì trời nó hơi tối. Mới hôm qua mưa giờ nó sầm sầm miết luôn. Tay ga này em thấy nó bể đó. Tay ga này nó bể rồi, em cho cái tay ga khác để về gắn vô nha. Ga đơn này bán mới cũng có mà để em cho cái tay ga bãi. Cần zin ha, cần ca sao là biết là cần zin rồi, đầu bò đồ zin chén kẹp là đủ nha. Đó, tay ga đồ zin luôn nha. Zin hết mọi thứ nha. Mình sang là trắng sáng này thì TL261 chụp giật đẹp nha, sáng đẹp. Lốc máy là dập nổi Made in Japan nha, bô thì trắng tinh. Lốc máy thì do tại mặt này quay nó hơi tối nhưng mà nó rất là đẹp, em nói đẹp thì mọi người mở ra mọi người không thất vọng về cái lốc máy đâu. Máy thì em bao hơi lửa nha, chế hai kim van rồ nha, của Mitsubishi TL261 luôn ha, kim hết bao hơi lửa ha, chỉ giật cái trắng sáng rồi mặt tiền đẹp đó. Thì 2,5 triệu em bao ship nha. Đấy. Thôi còn cuối thì em bớt cho 50.000 nữa, 2,450 triệu con cuối ha, 2,450 triệu em bao ship đó. Nhanh gọn rồi. Cô chú anh chị nào cần thì báo em ha. Máy là chưa dọn nha, nhắc lại máy chưa dọn nhưng bao hơi lửa đủ đồ. Không bề vỡ nha, cái tay này bể thì cái ga này bể thì em cho cái tay ga khác về để tính vào.